Hello my friend and welcome back to Dragon Fist. Tự dưng này buồn buồn mình mới nhớ là con game này để mình coi thử. Nghe bảo có chế độ mới này, Special Mode. Mình chỉ chơi chế độ gì đây, thực tế hả? Không có kỹ năng đặc biệt, không có quay chậm my friend. Không có máu, chỉ có đấm thôi. What the hell? Oh shit. Thân quen nha my friend, thân thuộc vậy mất. Nhất dương chỉ mày phải chỗ nhị dương chọn tam dương liên hoàn chỉ. Ôi ôi ui mẹ ui mắt à, cú tát thân thượng ui đau quá con tay đau phải mất đội yếu đuối mày phải đấy cú tát thần trưởng giáng ngọc tát giáng lòng bồ đầu cú tát thần trưởng tát thêm phát nữa tát thêm phát nữa và cuối cùng là một tát nữa mày phải. Victory. 2-1 không chột thì cũng que mà. Attacking the Imperial Army means certain death for you. Đây là đây là chiêu gọi là dưỡng sinh của các cụ my friend. Nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ tiếp. Và vẫn là nhất dương chỉ. Giáng một đầu. What? Fuck. Giáng lòng bộ đầu. Giáng lòng bộ đầu. Nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ. Nhị dương chỉ. Nhị dương chỉ. Chỉ chỉ. Chỉ 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 chỉ. Trời trời trời. Cú tát thân thương. Vẫn là cú tát rất thân thương. Giáng lòng bộ đầu. Victory. Good day to you. Ừ, một ngày tốt lành. Chó. Mình chưa đi mắt hả? Chó. Hơi, mình phải cho chừng nào con này đuôi mắt mới thôi mà friend. Chị này. Chó này, chị chó. Chị. Chó. Chị chó, chị. Sao con này phòng thủ mắt tốt vậy? Hay lắm. Sorry my friend. Nhưng mình phải ôn lại kỷ niệm my friend. Mấy cái chiêu thức mình đặt tên mình quên hết rồi. Mình chỉ nhớ mấy cái chiêu ví dụ như là nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ. Hỏi nhất dương chỉ. Và vẫn là nhất dương chỉ. Cô nương hãy nếm một chiêu duy nhất. Nhất dương chỉ. Tại vì sao vậy? Tại vì chiêu này quá lợi hại. Quá bệnh my friend. Easy. That was impressive. Impressive, ấn tượng lắm đúng không? Mình rất là ấn tượng với cái chiêu nhất dương chỉ của mình mà friend. Oh shit. Damn it. Cô nương làm tôi cáo rồi. Đang nghĩ là 3 sao my friend. Damn it. Đánh thêm thằng nữa thôi my friend. Rồi đổi chế độ. Ôi sao trời đây tối quá vậy. Ghê quá vậy. Mình sợ ma lắm my friend ơi. Oh, một đánh ba. Very nice. Đánh một thì phải vậy thôi chứ sao giờ. Sao mày chưa gục cả con lợn này. Đổi chế độ. Còn nhiều chế độ phải khám phá mày friend. Dragon Double là cái gì? Hôm bữa nhà phát hành game kêu mình chơi cái này này. 1v2 hả? Một thằng đánh đã không lại đánh lúc hai thằng mày friend. Diệp Vấn với lại em ma hả? Nhó nhó. Ai đuôi mắt tôi rồi. Từ sư phụ 2-1. Nhất kim chỉ liên hoàn phá. Liên hoàn phá. Sư phụ làm đi.
Sư phụ nằm xuống trước đi. Em mà, anh đến với em đây. Chú. Trời ơi. Nice, mình có súng nữa nha mấy friend. That was impressive. Impressive. Sao mày không trả hết con lợn này? Cho mày một súng như vậy mà. Yes. Yes, cơ hội. What sư phụ từ từ. Nhất kiếm chỉ. Tát bằng mu bàn tay mày friend. Cuối cùng là tát bằng lòng bàn tay. Rồi, sư phụ đến đây. Còn sẵn sàng tiếp chịu. Nhất kiếm chỉ. What? Bằng cách nào? How? Thật là vô lý quá đi. Okay. What? Oh shit, nó dùng tuyệt chiêu mày friend. Nhào vô, tao có súng với mày. Bắn hụt cái mày. Easy game, victory. Ủa, sư phụ còn sống à? Điều đấy còn không ngờ đấy. À, trọng thương rồi. Giáng lên một đầu mày friend. Giáng lên một đầu. Victory. Hello Moon. You must first defeat me. Hello Xiaomi. Mình đánh rất là từ từ, rất là nhẹ nhàng nha mấy friend. Nhưng vẫn rất là hiệu quả. Đó, mấy friend thấy chưa? Còn bây giờ, liên hoàn bộ đầu. Ôi. No. Giăng lòng bộ đầu. Oh shit. Ủa? Trúng vậy? Chúa mới biết được. Súng này bị lệch nòng, lệch tâm rồi mày friend. Finish move. Đánh. Ê, no, tuyệt chiêu vậy đấy. Ghê vãi mướt. Linh hoàn trí. Cổ nương hãy nếm đi. Cổ nương đâu rồi? Cổ nương lúc đâu rồi? Mệt lắm đó. Thở không đều rồi. Mồ hôi như tắm rồi, giờ đánh sao nữa. Ủa, có súng rồi nè. Ủa, bắn đi đâu vậy? Đẹp. Wow, ai rút dao ra đây? Oh shit, vừa đứa nào rút dao đã phóng mình phát mày friend. Thắng khó khăn mới hấp dẫn chứ thắng dễ dàng quá. Đâu có vui đâu. Ngồi cái gì đấy, thích ngồi không? Dẫn lòng bồ đầu này. Bắn chú. Bắn cái đất gì vậy Dũng? Oh my god. Mình văng đâu rồi biết? Mình biết mình văng ở đâu rồi. Hai đứa đứng gồng ghê vậy. Mình chết à? Mình thua luôn à? Thua luôn my friend, thua luôn. Để đổi qua nhân vật. Nhân vật nào ba bá đấy, nhân vật như mít đấy. Kamehame. Not bad. Quá tuyệt vời đúng không nào? Call me. That hurt. Đau lắm đúng không nào? Yes, very nice. Hello hai cưng. Mình mang chiêu Kamehameha đến chơi với mấy cưng đây. Cú tát thần thượng. Nhắm lòng bộ đầu. Ôi, mình nhảy qua đầu nó luôn rồi. Nhắm lòng bộ đầu. Em muốn nhắm lòng bộ đầu sao? Được thôi. Lại đây anh chiêu. Liên hoàn chỉ mày phải đây. Con này đuôi rồi. Kết thúc nó không có tỉnh lại. Ăn gì khôn vậy?
Mày sao có toàn chui được sau lưng tao vậy con lợn này? Mày thích chui được sau lưng không? Con chó này. Yes. Hết máu rồi mày Brand. Còn xíu máu này nữa. Come me. Ha me. What the hell? Nó lấy dao phóng chết mình rồi. Nó lại gần quá nên là chiêu Kame của mình không có tác dụng mày Brand. Chết được giữa vườn hoa luôn, tuyệt vời quá. Còn cái chết nó đẹp hơn. Nhắc nó một đầu. Fuck. Liên hoàn vá. Shit, nó chạy mất rồi. Nhào vô. Giang một đầu. Liên hoàn chí. Liên hoàn đấm mày Brand. Chiêu này mới. Giờ mình sẽ chơi gọi là sách giáo khoa bọn này tí. Chung chung chung. Mình học được chiêu này từ cái game Blast Beats mày Brand. Mù ra. Giang một đầu. Liên hoàn đấm. Đấm một phát nữa. Hây, giăng ngang một đầu. Giăng ngang. Hây, Liên Hoàn Chí. Ây da, mình chọt đi vào tường đâu. Mình vừa chọt tay vào tường, my friend. What the hell, mình đang đứng chỗ nào vậy? Liên Hoàn Chí. Ây da, mình chọt đi vào tường đâu. Mình vừa chọt tay vào tường, my friend. What the hell, mình đang đứng chỗ nào vậy? Xì muối. Còn cho này nè, mình đang vào xì muối để ra đứng chỗ nào chứ mình đứng chỗ nào? Mình đứng chỗ nào hồi mình chọt vào tường cái này? What the hell? Chơi game hồi đứng vào đây không để ý mày Brand. Làm chọt quả vào tường đau quá. God damn it. Ê từ từ mấy cưng. Mấy cưng thấy mình vừa chọt tay vào tường à? Bố mày bảo từ từ. Sao mày cứ lì thế? No. Nó dùng kỹ năng. Kame. Hả? Damn it. Chiêu Kame của mình mày Brand. Hơi. Một đứa nằm rồi. Nhắc lắm vào đâu. Liên hoàn cháy. Hết máu luôn rồi. Shit. Call me. Ok, con nó chết rồi mày Brand. Nhưng mà vận chuyển nó phát để cho nó chừa. Phóng dao kìa. Hết méo rồi. Damn it. Thua rồi nha mấy bạn. Chịu, hai con này khó quá. Ai nói là phụ nữ yếu hơn đàn ông mấy bạn. Ok. Và đó là game Dragon Pit VR mấy bạn. Mồ hôi này. Mồ hôi đầm đìa rồi, ok. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi, ok. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bạn. Goodbye mấy bạn, chúc mấy bạn một ngày tốt lành.